Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé Các bác ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu đây? Ngày 26 tháng 4, anh em nhé, em sẽ lên thanh lý cho anh em hai em xòe VIP anh em nhé hai em xòe VIP, một em thì mới về, bị tốn mất hai cái móng anh em nhé Nhưng mà xòe như thế này này anh em này con đầu tiên thì là con chim thuần khoảng 80% anh em nhé 80-85% rồi, móng bộ đẹp, dáng dấp ok Xòe thì em cũng bỏ hành cho anh em xòe VIP luôn anh em nhé đấy và ngoài hai cái móng nó ra thì không lỗi gì và cái móng này mất ấy thì nó vẫn còn cái gốc của nó các bác nhá các anh em có thể là nhìn cái ảnh em để ở trên này nhé các bác nhá em sẽ để cái ảnh vào góc màn hình này để cho các bác xem cái móng của nó các bác nhá đấy là em đầu tiên các bác nhá thì à, em này em thanh lý cho anh em với cái giá là hai triệu rưỡi anh em nhé anh em nào bố kết thì alo cho em đấy các bác nhá còn bây giờ xin mời các bác hãy xem clip của em nó các bác nhá Và bây giờ là em thứ hai các bác nhé Em thứ hai này cũng là một em xòe rất là vip Và đảm bảo với anh em là em xòe bền anh em nhé này Nếu mà quay clip nếu mà đặt một cái con mái bên cạnh thì đuôi nó cứ như này Xong nó cứ lắc lư lắc lư nó hot ra một bốn lần thôi Nhưng mà về anh em nó nhiều chim quá thì hiện tại về chú chim này vẫn còn hơi yếu lửa Anh em nhé nhưng mà treo ra ngoài vườn ấy thì nó vẫn cứ hot Nhưng mà hot thì nó không không xòe Anh em biết rồi đấy, con chim xòe ấy, anh em muốn nó căng đấy À, anh em muốn nó ra xoài đẹp ấy thì nó phải nuôi nó căng anh em ạ nhưng mà em thì thật sự với anh em là không có thời gian để nuôi những chú chim như vậy thì sẽ thanh lý cho em em thứ hai anh em nhé anh em yên tâm là tất cả những chú chim này bảo hành cho anh em vip và bảo hành cho anh em mọi tật lỗi anh em nhé rồi xin chào tất cả anh em anh em cần thì anh em liên hệ cho em nhá xin mời các bác xem clip của em nói